Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nha. Thì trước mặt mình đây là một con cá sấu quả tiễn. Con cá sấu quả tiễn này kích thước nó cũng khá là lớn rồi nha mọi người. Đó, thì mình ngồi mình quan sát nó một hồi, mình thấy nó đang rất là đói, nó rất là hung hăng nha mọi người. Đó, thì với cái hàm răng rất là sắc nhọn của nó, để mình cho mọi người xem gần nè. Đó, những cái răng rất là nhọn, rất là bén của nó. Nếu mà nó cắn vào tay người thì cái sức sát thương rất là lớn nha mọi người. Đó, Thì trước đây mình có làm video về cá chép sư tử, ngân long, cá săn mồi và những con cá mà mình đang có trong hồ cá của mình. Và bây giờ mình thấy rất là hứng thú với con cá chép, với con cá sấu hoa tiễn này. Thì mình tìm hiểu về cái kích thước tối đa của con cá này, nó rất là lớn nha mọi người. Nó có thể khoảng 1 mét hơn. Rất là lớn nha mọi người. Ngoài tự nhiên mình có lên mạng và xem những cái hình con cá chép quả tiễn mắt sai này, nó rất là lớn và nó có thể tấn công con người. Đó, thì không ngờ là nó lại có thể bơi trong hồ cá của mình, khá là thú vị nha mọi người. Đó, nhìn gần cái làn da của nó, có thể nói là nó kiểu như là cái màu nòng súng nha mọi người. Nó rất là cứng cáp. Đó, và bây giờ nó đã rất là đói rồi, mình sẽ mua một con cá mồi lớn, lớn khoảng nhiêu đây, để xem nó sẽ tấn công con cá này như thế nào. Hello mọi người, thì bây giờ mình đã mua về một bịch cá chép rồi nha mọi người. Mình đã lựa hai con cá chép lớn nha mọi người. Đó, nè, đó, trong đây có hai con cá chép bự. Mình cố tình mình bắt hai con bự như thế này nha mọi người. Đó, thì nó khá là bự so với cái kích thước miệng của con cá sấu hoa tiễn này nha mọi người. Cái kích thước của nó rất là bự, bự hơn cái miệng của con cá sấu hoa tiễn này khá là nhiều nha mọi người. Và mình không biết thì con cá sấu hoa tiễn này có thể nuốt nổi con cá chép này không. Đó, mọi người có thể nhìn để so sánh nè. Đó, con cá sấu hoa tiễn này thì dường như là nó rất là đói rồi. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ cho nó ăn luôn. Đó, nó rất là đói nha mọi người. Mình cảm giác là nó có thể nó muốn nó nhảy lên luôn nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thử thả con cá chép vô. Wow, mọi người có thể thấy là con cá chép nó đã bị tấn công. Wow,
Wow. Một cảnh tượng rất là hải hùng nha mọi người. Thì đây là lần đầu tiên mình chứng kiến. Wow, nhìn cái hàm răng sắc nhọn của con cá sấu hỏa tiễn này. Wow. Nó từ từ lừa cái miệng nó và wow, liệu xem nó có thể nuốt gọn hay không nha mọi người. Wow. Wow. Không biết cảm giác của mọi người lúc này như thế nào, còn cảm giác của mình thì thấy khá là hải hùng nha mọi người. Con cá sấu hỏa tiễn này nó rất là hung dữ. Rất là khó khăn để nó có thể nuốt gọn con cá chép lớn như vậy. Wow, 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 nó đang rất là cố gắng nha mọi người. Wow. Nó vẫn không bỏ cuộc nha mọi người. Đó, nó vẫn tiếp tục cố gắng. Wow. Thì nếu mà con cá chép này nó nhỏ hơn một chút xíu nữa thôi thì con cá sấu hỏa tiễn này nó sẽ nuốt gọn hơn nha mọi người. Thì đúng là quy luật của tự nhiên, cá lớn sẽ nuốt cá bé. Wow. Mình sẽ tiếp tục ngồi đây để quan sát và quay cho mọi người xem. Thank you.
5 minutes later. Thì hiện tại mọi người có thể thấy chỉ còn một phần đuôi rất là nhỏ của con cá chép nằm trong miệng con cá sấu quả tiễn này nha mọi người. Thì cuối cùng con cá sấu quả tiễn này nó đã nuốt gọn con cá chép rất là lớn. Và cái phần bụng dưới của nó đã đo căng tròn lên và cái phần mang màu đỏ của nó đã cũng lòi ra ngoài luôn nha mọi người. Đó. Thì video của mình tới đây là kết thúc rồi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ, thú vị khi xem video này của mình nha. Mọi người thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like, một subscribe và comment ý kiến của mọi người về video này nha. Cảm ơn mọi người, chào mọi người.